Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén có trục đi ngoang có Bắc Bộ, khả năng hình thành một vùng xoáy thấp trên khu vực phía Đông Bắc Bộ và Vịnh Bắc Bộ, nên thời tiết các tỉnh miền Bắc có mưa trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Đang trong thời kỳ có mưa nhiều, nên xu hướng từ nay cho đến ngày 30 tháng 8 tại Bắc Bộ, trời sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa vùng núi đạt khoảng là từ 100 cho tới 150 mm, có nơi trên 200 mm, vùng trung du và đồng bằng khoảng từ 50 cho tới 100 mm. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 cho tới 300 mm, có nơi trên 400 mm. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo là Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, thời tiết có mưa rông kèm gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, biển động, tàu, thuyền cần hạn chế lưu thông để đảm bảo an toàn. Do có mưa nhiều nên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 cho tới 4 m Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn nên quý vị cần lưu ý đề phòng. Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong 24 giờ tới, trời vẫn còn ít mưa, ban ngày trời nắng với cường độ không gai gắt. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rông, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa khoảng từ 100 cho tới 150mm, có nơi trên 150mm. Xui về phía Nam, các tỉnh Duyên Hải Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục ít mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 33 cho tới 36 độ. Ai đã từng đến Bình Thuận có lẽ đã nghe qua danh tiếng gành son của xã Trí Công, huyện Tuy Phong vẻ đẹp gành son tựa như một bức tranh sơn thủy. Đến gành son thì du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp của những gành đá nhấp nhô. Vào buổi sáng tinh sương hay những buổi chiều êm ả, à, biển lặng từ trên gành thì quý vị có thể nhìn thấy toàn cảnh sinh hoạt ấm cúng, nhộn nhịp của làng trài. Và trong cái nắng hang hao của biển trời Bình Thuận, gành son quả là một tuyệt phẩm mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Hiện nay thì Tây Nguyên và Nam Bộ đang vào thời kỳ ít mưa, trong những ngày tới do trời ít mưa nên nhiệt độ trên các khu vực sẽ tăng nhẹ thời tiết oi nóng vào dịp cuối tuần và lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều tối chỉ có một vài nơi xuất hiện mưa sông nhiệt cục bộ. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết tại vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Do ảnh hưởng của giải thời tiết xấu, tại khu vực vùng núi Tây Bắc, trời nhiều mây có mưa rào vào sông nên không thuận lợi cho hoạt động tham quan của du khách. Tại Sapa, nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 17 cho tới 21 độ. Tại thành phố Tam Đảo thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho tới 28 độ và tại Điện Biên, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 cho tới 31 độ. Thời tiết các điểm du lịch thuộc khu vực phía đông bắc bộ cũng chuyển xấu trong 24 giờ tới. Trời nhiều mây, có mưa rào và rông, nhiệt độ giảm mang đến bầu không khí dịu mát hơn. Nhưng thời tiết lại ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời. Ngày mai tại Hà Giang, Hải Phòng và Vịnh Hạ Long nhiệt độ không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Xuống đến khu vực Bắc Trung Bộ, tại Sầm Sơn và Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Huế thì thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và rông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 cho tới 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 34 độ. Thời tiết các điểm du lịch khu vực miền Trung phía đèo Hải Vân cũng phổ biến mây thay đổi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Tại Đà Nẵng và tại Hội An thì nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Tại Bà Nà thì nhiệt độ duy trì ở mức là từ 17 cho tới 25 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ ra đến các điểm du lịch khác như là Nha Trang. Nha Trang không mưa, ngày nắng và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 26 cho tới 33 độ. Tại Mũi Né thì có mưa, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho tới 34 độ. Tại Vũng Tàu có mưa rào nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 34 độ. Lên đến khu vực vùng cao Tây Nguyên, tại Pleiku có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 cho tới 27 độ. Tại Buôn Ma Thuột thời tiết cũng có mưa rào và rông, nhiệt độ thay đổi từ 22 cho tới 30 độ. Còn tại Đà Lạt, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ ở vào khoảng từ 16 cho tới 24 độ. Nằm trong xu thế giảm mưa của khu vực Nam Bộ nên thời tiết tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tại U Minh duy trì mây thay đổi, mưa rào và rông chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối. Ban ngày xuất hiện nắng nhiều nơi, trưa chiều trời khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 35 độ và thấp nhất khoảng 26 độ. Sự suy yếu của gió mùa Tây Nam cũng giúp cho thời tiết trên các vùng biển phía Nam chuyển tốt dần lên và thuận lợi hơn cho hoạt động của tàu thuyền. Tại Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trong ngày tăng lên mức là từ 26 cho tới 33 độ. Còn tại Phú Quốc, có mưa rào nhẹ và rông, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ vào khoảng từ 26 cho tới 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào và tạm biệt.